Trước màn hình của tất cả quý cô chú anh chị, đây là hình ảnh của chị Loan. Thì vừa qua thì chị Loan bị cái người chồng của cô chú anh chị đã tác động 17 nhát vào người. Thì hiện nay thì em có mặt tại bệnh viện 512 giường của Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương để mà cập nhật tình hình sức khỏe của chị Loan để mà gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị của mình. Thì thật sự đây là một cái câu chuyện rất là đau lòng của chú anh chị. Thì hiện nay thì khi mà em vào trong đây thì, thăm chị Loan á, thì sức khỏe của chị Loan thì cũng dần dần được hồi phục rồi của chú anh chị. Thì hiện nay thì có mẹ và những người em đang chăm sóc cho chị Loan đó. Thì vừa qua thì cái câu chuyện của chị Loan thì cũng được rất là nhiều cô chú anh chị trên cộng đồng mạng quan tâm về cái câu chuyện của chị và cái người chồng nhẫn tâm là ra tay là 17 nhát vào người. Thì hôm nay thì chị Loan thì cũng khá là hồi phục một cách là nhanh chóng của chú anh chị. Thì ngày hôm qua thì chị Loan còn rất là mệt, nhưng hôm nay em đến đây thăm thì chị Loan thì cũng khá hơn rồi. Dạ em chào chị Loan nha. Hiện nay là chị cảm thấy trong người chị như thế nào rồi chị Loan? Đỡ nhiều. Khỏe, đỡ nhiều ha. Dù là chị Loan đỡ của chú anh chị, nhưng mà cái nói chuyện thì chị Loan thì cũng không có nói được nhiều, nên là em cũng không có hỏi gì hết. Tại vì hôm nay em đến đây cũng như là quay cho cô chú anh chị mình về cái hình ảnh của chị Loan là đã hồi phục một cách là tốt rồi cô chú anh chị. Thì còn về cái câu chuyện như thế nào thì chút xíu nữa thì em sẽ gặp gỡ người em của chị Loan, sẽ tìm hiểu hơn thêm. Tại vì hôm nay là ngày đầu tiên thì em cũng đến đây thăm chị Loan thôi. Thì trong thời gian vừa qua thì mấy anh em cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái câu chuyện của chị Loan rồi. Thì hôm nay thì em đến đây để mà cập nhật cái tình hình sức khỏe của chị Loan để mà gửi đến cho quý cô chú anh chị. Còn bây giờ thì chị Loan cứ nằm nghỉ ngơi ha. Thì em sẽ cập nhật cái câu chuyện này ở cái người em của chị Loan ở phía sau của chú anh chị. Hiện nay là trước màn hình của tất cả quý cô chú anh chị, đây là hình ảnh của cái người em của chị Loan và người con trai. Thì cái câu chuyện vừa qua thì chắc hẳn cô chú anh chị mình cũng đã xem rất là nhiều kênh. Thì hôm nay là em là cái lần đầu tiên cũng như là đến để mà cập nhật, để mà gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị của mình xem. Thì con trai thì có thể là con chia sẻ lại cái giai đoạn mà mẹ con bị cha con tác động như vậy đó, thì con có thể là chia sẻ lại cho cô ông bà cô chú được nghe không? Dạ được. Dạ rồi con chia sẻ đi. Thì cái bữa chiều bữa đó đó là cũng có đi chơi, cha chở mẹ đi chơi từ hồi chiều 5 giờ mấy 6 giờ, cha có chở mẹ đi chơi tới 9 giờ mấy mới về. Còn thì con cũng có đi chơi mà đi chơi với bạn. Rồi xong tối hôm đó cũng nói chuyện vui vẻ lắm. Về nói chuyện cũng vui vẻ lắm mà tới 1-2 giờ nghe giật mình thức dậy, nghe mẹ la quá trời. Mẹ nói là ba đâm mẹ con ơi, ba đâm mẹ con ơi. Cái mới quả hồn nhảy từ trên gác nhảy xuống mới kéo cha ra. Rồi mẹ thì đi thay đồ mà mẹ thay không có nổi, tại mẹ bị đâm quá trời rồi. Nghe mẹ kể lại là mẹ bị điện giật, mẹ cha lấy dây điện á chích mẹ. Giật xong cái ông quay qua ông lấy cây dao kế bên ông đâm, đâm mười mấy nhát người mẹ. Mẹ kể vậy đó, còn con thì không có thấy được hết nên cũng chỉ biết là mẹ bị đâm mười mấy nhát thôi. Cái bữa đó là nhảy xuống kéo cha ra, xong cái mới dẫn mẹ ra ngoài. Kêu mẹ là lẹ ra đây con dẫn ra ngoài nè. Ra tới ngoài thì mẹ cũng nói chuyện hết nổi rồi. Mẹ cũng đi cái nhắc cũng không có đi, muốn không nổi rồi. Cái mới nhờ hàng xóm kế bên đó, người ta đứng ngoài ta đợi sẵn rồi, người ta mới dẫn ra ngoài trước cổng. Có anh Bình kế bên thì lấy xe chở mẹ đi với con qua bên bệnh viện Long Phước Sài Gòn. Mới điện công an tới. Hồi khoảng 2 giờ mấy gần 3 giờ thì công an có tới, xong đỡ bắt ba con đi lên đồn. Con cũng đi theo công an lên đồn khai báo luôn. Mẹ thì được bệnh viện chở tới, được lấy xe chở tới bệnh viện 512 giường này nè. Còn lại là có gì ba Liên con biết hết. Rồi trong cái thời gian mà đó là khi mà con nằm trên gác là con nghe mẹ hô lên là con mới đi xuống nha. Dạ. Còn trước đó thì con có nghe cái âm thanh gì lớn không? Không, tại vì ổng chích điện cho mẹ con đừng la mà con cũng không nghe gì lớn. Tới lúc mà giật mình thức dậy là ổng đâm rồi hết trơn rồi, nên cũng không có làm được gì. Thì con có biết là vì sao mà ba con lại làm như vậy với mẹ con không? Cũng là do ổng ghen tuông bậy bạ. Tiền bạc thì tại ổng kiểm soát tiền bạc dữ lắm, kiểm soát tiền bạc của mẹ dữ lắm.
cũng như bình thường là đi làm hai ba với mẹ con đi làm gì? Ba thì làm bảo vệ điện máy xanh, còn mẹ đi làm công ty. Rồi bình thường là ba với mẹ con là có hay cự cãi gì không? Nếu có cự cãi là cũng do tiền bạc thôi, còn ghen tuông thì ổng chửi bậy gì đó. Mẹ cũng nói chỉ giải thích cho ba hiểu vậy thôi. Còn tiền bạc có gây lộn rồi, chỉ có gây lộn do tiền bạc thôi. Cũng như là ba con là quản lý là tiền bạc này kia ha, dọn đi làm thì giữa hai vợ chồng ai là người giữ tiền? Không, trong gia đình thì ba mẹ xài tiền riêng, nạnh ai nấy xài, chứ không có người giữ tiền. Rồi bình thường là con là ở chung với ba mẹ là con ngủ trên gác hả? Dạ. Là con đi theo là con đi làm hay là con đi học? Con đi làm. Con đi làm luôn ha. Dạ. Là con còn anh chị em gì không? Còn đứa nhỏ em mới 2 tuổi mấy à. Ừ. Ba thì ổng còn thằng con riêng 28 tuổi. Ừ. Thì khi mà đưa mẹ đến bệnh viện đó thì con thấy là cái sức khỏe của mẹ con trong cái thời gian đó là như thế nào? Tại con không có đi chung với mẹ tới bệnh viện, con cũng biết, chỉ nghe là dòng họ kể lại là lúc mà mới đưa mẹ tới bệnh viện là tim không có đập nữa. Ừ. Rồi nói chung là huyết áp thì cũng yếu. Rồi nhưng mà đưa vô bệnh viện là bác sĩ nó vô 6 bịch máu, vô gấp luôn. Vừa vô máu mà vừa may được mấy cái vết thương đó. Rồi chỉ biết vậy thôi. Bình thường là con với ba với mẹ là quê, anh với chị là quê ở đâu vậy? Quê An Giang ha, dạ, là mình ở đâu An Giang? Quê ở châu Phú An Giang ha. Dạ. Là mình lên đây lập nghiệp được bao lâu rồi? Là mười mấy năm nay rồi ha. Dạ. Là trong thời gian đó là nói chung là giữa hai vợ chồng không có vấn đề gì hết, là chỉ có lắng cắn cái vụ tiền bạc thôi. Dạ, cự cãi sơ thôi. Vụ tiền bạc thì cái ngày đó là do là ghen tuông vô cớ nên là dùng dây điện là chích mẹ. Tại rồi sau đó là mà dùng dao đâm. Dùng hung khí là tác động vô mẹ ha. Dạ. Thì hiện nay thì ba thì cũng đã được cơ quan chức năng tạm giữ rồi ha. Dạ. Đó, chỉ đợi cái ngày khi mà mẹ đợi trẻ lại xét xử đợi ngày xét xử thôi. Thì hiện nay thì sức khỏe của mẹ thì cũng ổn. Khi mà anh đến đây thăm thì cũng thấy chị thì cũng nói chuyện thì cũng không có được nhiều lắm cô chú anh chị. Thì vừa qua thì cái câu chuyện này thì cũng đã làm chấn động trên cộng đồng mạng trong mấy ngày hôm nay. Thì khâu qua câu chuyện này thì qua cái sự việc của chị Loan này thì cho ta thấy rằng một điều là giữa hai vợ chồng với nhau có gì thì mình cứ ngồi lại mà nói chuyện với nhau đó, để khi mà cái sự việc nó xảy ra thì rất là đau lòng cho những đứa con. Hiện nay là con tên gì? Con tên Phố. Con tên Phố ha. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Nay 15 tuổi. Còn 15 tuổi ha. Còn em con tên gì? Tên Như. Tên Như, 2 tuổi ha. 2 tuổi mấy? Chưa được 3 tuổi mấy ha. Cái lúc mà đưa tới bệnh viện là chị có đi theo không? Em có chạy theo xe cứu, nhưng mà tới là coi chỉ có bà dì thứ bảy á. Thứ bảy là ngồi trên xe, chung xe với chị Loan luôn. Chị Loan lên đây là có hai vợ chồng nữa, con dì Tám là ở bên Phú Chánh á. Bà điện cho hay là nó chạy tới trực tiếp ngay cổng cấp cứu luôn, mà nó vừa tới là xe cấp cứu vừa tới luôn. Là cái trong cái thời gian thì giờ là chị vừa tới là chị là bác sĩ là đưa vô cấp cứu liền ha. Đo là không có nhịp tim luôn, là phải truyền máu gấp. Truyền máu vô là phải khoảng 10 phút sau là đo là mới có nhịp tim trở lại, chứ lúc đó là cũng hay chỉ đi. Là bác sĩ có kiểm tra tổng cộng là bao nhiêu nhát không chị? 17 nhát ha. Dạ. Là là bác sĩ có thông báo cho mình là có cái vết thương nào mà nó ảnh hưởng đến tính mạng không, là có thể là nó nặng nhất á? Dạ có, là bác sĩ lúc đó là ra phòng khám, còn trong phòng khám là bác sĩ đã đưa vào em chưa, là làm cái giấy cam kết là cho biết là mẹ em đang có chuyện.
cái gì của chị Loan, em nói là em ruột của chị Loan, là bây giờ nếu mà em ruột của chị Loan là phải làm tờ cam kết là cho biết tình hình bệnh của chị Loan là rất là nặng, là nhập viện trong là đa chấn thương, là lúc mà lên mổ đó là mổ rồi là bác sĩ cho hay là hồ sơ là thủng gan, thủng lá lách, thủng rách ruột dày và thủng cơ hoành kết thành ruột non luôn, là cái đường dây thanh quản là bị tổn thương nặng, là nếu mà lên không kịp, không sơ cứu không kịp là đứt cái ống thanh quản đó là không có cứu được. Nói chung là cũng may mắn một điều là dạ, đưa tới kịp thời ha. Dạ, đưa tới kịp thời. Nếu mà trễ qua bác sĩ nói trễ khoảng 5 phút nữa là không có cứu được nữa. À, cho anh hỏi em Phố nè, bình thường em sống chung với cha mẹ đó thì cái vấn đề mà cha mà tình cảm với mẹ đó thì con thấy là cha có yêu thương mẹ nhiều không? Có, thì dạo gần đây thôi, còn lúc trước thì ổng bình thường lắm, thì ăn đây tuy nhiên ổng nói chuyện ngọt lại với mẹ. Ông hỏi có ăn uống gì chưa, ổng làm cho ăn vậy đó. Mà em cũng tưởng ổng thay đổi rồi, ổng suy nghĩ ra rồi, ổng thương mẹ hơn rồi, ai ngờ ổng vậy đâu. Cái lúc mà con chứng kiến được cái sự việc mà mẹ con như vậy đó thì cái cảm nhận của con về cha như thế nào? Thì cũng không cảm nhận gì nhiều, chỉ biết là tại, chỉ trong đầu suy nghĩ là tại sao ông làm vậy, không thương con hay gì mà sao làm vậy. Theo anh nghĩ thì em cũng đã đủ cái suy nghĩ rồi, thì ở đây thì nói chung là cái chuyện rất lớn đó, thì cũng có pháp luật người ta giải quyết hết. Cũng như mình thì nói chung là theo anh nghĩ thôi nha, theo bản thân của anh nghĩ thôi là mình là cứ để cho pháp luật người ta xử trí cái vấn đề này. Còn ba thì vẫn là ba, mẹ thì vẫn là mẹ nha. Nói nên là chúng ta hãy con mình thì cũng cái độ tuổi lớn nữa đó, con cái cần phải có những cái tư tưởng thoải mái, chứ đừng có đè đặt nặng cái vấn đề đó để mà sau này con bị áp lực đó. Thì hiện nay thì em thấy sức khỏe của chị Loan thì cũng rất là có cái sự tiến triển đó cô chú cho chị. Thì em cũng rất là mừng thì hôm nay em đến là cập nhật để mà cho ông bà cô chú ở trên kênh của em á. Thì trong thời gian vừa qua thì ông bà cô chú trên kênh của em thì cũng nói là ủa sao mà em không đi chia sẻ cái hoàn cảnh của chị Loan, và mấy kênh khác quay thì thấy rất là tội nghiệp. Đó, thì em cũng đọc được những bình luận đó, thì hôm nay là em từ ở dưới miền Tây á, em chạy lên thì cũng như là liên hệ được với gia đình của mình thì cũng rất may mắn luôn. Thì gia đình của mình là chia sẻ cái vấn đề này, thì thông qua cái video này thì em cũng rất là mong là nhận được những cái tình yêu thương của tất cả quý cô chú anh chị trên kênh để gửi về cho chị Loan, cũng như là giúp cho chị ấy vượt qua cái giai đoạn này của chú anh chị. Thì giai đoạn này thì cũng rất là khó khăn đó của chú anh chị. Thì gia đình thì cũng chỉ đi làm thuê làm mướn thôi, nói chung là cũng không có đắt cát gì ha, cũng ăn trước trả sau mà. Ăn trước trả sau ha. Thì hiện nay thì con cái người mà trực tiếp chăm sóc là ai Phố? Dạ là em với chị thứ tư. Trong gia đình là chị Loan là thứ mấy? Thứ ba rồi tới chị tư, chị năm ha. Tới chị tư rồi tới ông anh đó, thứ năm rồi tới em là Út nha. Vì là mấy chị em ruột chăm sóc cho nhau. Dạ. Đó thì hiện nay là thì bây giờ Phố hoặc là chị gì đó thì có thể là đọc lên cái số điện thoại của mình để mà khi mà ông bà cô chú người ta xem được cái video này á, người ta sẽ liên hệ trực tiếp với gia đình của mình. Đây, tại ông đang chăm sóc mẹ. Cho số của dì Tư đi. Tại vì em cũng đi rất là nhiều nơi của chú anh chị đó, thì Phố hay là chị thôi lấy số của em đi. Dạ. Em cũng ở đây, Phố nó dạ, cũng đi dạ. Lên đi xuống, nó không có trực tiếp ở đây. Trời to gõ chậm thôi nha. Số điện thoại của em là em của chị Nguyễn Thị Loan. Số điện thoại của em là 0396 295 690. Rồi chị đọc lại lần nữa. 0396 0396 295 690. Rồi chị tên gì? Chị tên trong giấy của chị là tên là đăng cái sim, trong sim của chị là Tuyết Loan. Thì nói chung là ta gọi tới ta hỏi phải chị Tuyết Loan, em chị Loan không là biết rồi phải không? Dạ. Chị là chị Út cũng tên Loan mà chị kia cũng tên Loan. Dạ, tại hồi đó làm mẹ đi làm cây xanh á, rồi mấy cái chị đánh máy á, thật sự là em tên Lan, nhưng mà mấy cái chị đánh máy chỉ đánh lộn thêm vô thêm chữ O nó mẹ già mẹ không ai tới chuyện giao cây xanh thì cũng tên Loan luôn rồi. Thôi mẹ thôi thấy vậy Loan chị Loan em. Mẹ để luôn rồi, mẹ không có sửa.
Nhưng mà khác có cái là em là Tuyết Loan thôi, còn chị Loan là Nguyễn Thị Loan. À, cái gì chị là Nguyễn Thị Loan nha, còn dạ. Chị Nguyễn Thị Tuyết Loan. Dạ. Là chị Loan thì chị Tuyết nha. Dạ. Đó, cô chú anh chị thì hôm nay thì em cũng gặp gỡ được gia đình của chị Loan. Thì cũng như là chia sẻ câu chuyện này lên thì rất là mong nhận được những cái tình yêu thương của quý ông bà cô chú trong và ngoài nước gửi về cho gia đình để mà giúp cho chị Loan vượt qua cái giai đoạn này của chú anh chị. Thì hiện nay thì sức khỏe của chị Loan rất là yếu luôn. Thì tại vì phải bị 17 nhát không khí vào người nên là chị Loan này phải chịu đựng một cách đau đớn của chú anh chị. Thì rất là mong là trong cái giai đoạn này là nhiều bà cô chú nếu mà có duyên với gia đình của chị Loan thì hãy giúp đỡ cho chị Loan để mà vượt qua cái giai đoạn này, để mà chị ấy sớm bình phục để mà về chăm sóc cho một bé gái 2 tuổi của chú chị còn rất là nhỏ, nó đang rất là cần cái tình yêu thương của mẹ của mình đó. Tại vì khoảng dài thì nó cũng đã ngủ không có mẹ bên cạnh thì nó cũng rất là buồn của chú chị. Thì cũng rất là mong là sẽ được đoàn tụ với mẹ trong những ngày sắp tới đây. Thì thông qua video này thì em cũng chân thành cảm ơn tất cả quý chú anh chị đã theo dõi video này, và hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo ạ. Dạ, bye bye mọi người. Chào hai chị, hai dì cháu nha. Dạ. Dạ rồi.